Xin chào cả nhà ơi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn mì. Mấy ngày ăn món Việt Nam á, cái món mà nó không cay á, rồi cái thèm cái món cay quá trời luôn. Rồi hôm nay nấu mì cay Hàn Quốc ăn với lại kim chi cả nhà ơi. Ba Bi cũng thèm mì cay nè. Rồi Bi cũng thèm cay đúng không? Dạ. Rồi ăn cùng, ăn ha. Nè, bóc cho. Mẹ ơi, con là ăn một lần trước thôi rồi. Non là ăn hoài nha mẹ. Ừ. Mà mì nào mẹ? Cái này là mì chăm bông Singapore. Ừ. Cái loại mì này là mẹ thích nè, hôm nay ba nấu cái này. Một lần thôi, được rồi mẹ. Ừ. Hôm nay ăn cùng với kim chi bắp cải thảo nha cả nhà. Này. Nè coi nha cô chú, ăn vậy nha cô chú. Ừ, đây rất khét thiệt à. Mẹ nãy ăn miếng. Ngon quá. Mấy ngày liên tục ăn toàn món Việt Nam không? Bữa nay ăn món Hàn đi. Với lại á, hôm nay là ở trong tủ lạnh có gì nấu đó nè. Ngon không Bi? Ngon lắm nè. Không ơi. Ngon. Nữa không? Không mẹ. Không mẹ. Mẹ ăn tôm, mẹ lọc tôm cho. Không mẹ. Tôm bự nè Bi. Trời ơi, nó không khoái ăn tôm bự á. Mình làm nấu hai loại tôm luôn cả nhà. Bữa nay không có lột vỏ luôn, để cho nấu gì nó ngon. Lột vỏ ăn tiện mà nấu nó không ngon cả nhà. Con là ăn mì là con là lấy chảy đây. Coi. Lấy chảy ổn rồi. Cái món mì này nè, vài ngày không ăn là thèm. Mà con ăn kim chi đi con. Kim chi nhỏ nè, khác cưng nè. Ngon quá cô chứ. Ngon hả? Sai hả? Dạ. Cái này là nấm kim châm. Ba chân mày người khác rồi. Ba chân mày người khác rồi. Sao chân mày người khác? Này con cay vậy là ba lấy cho con uống mà. Chân mày là không làm cho uống. Không cho đó. Trời, nó nói nó cay, ba không lấy cho nó uống là ba là ba chuẩn bị là người khác rồi đó. Ba là chuẩn bị không phải con thích lắm đâu. Tại con cho tiền co ba cái đó nghe rồi ba nói thích là gì đó. Nữa hả? Đừng có nói cô chú. Mẹ ơi, mà con muốn nói mẹ. Mà mẹ sao nói cho cái này nói uống tại con cay đó. Sao vậy? Thì con cay mẹ nói chứ sao? Không được. Sao vậy? Là ba là biết nói rồi. Ba là cho là phải có mà. Nhưng mà con là muốn coi là mẹ cái này con nói cay rồi ba cho con uống rồi ba thương không thương nhiều không? Không là thương nhất không? Không biết đâu mà. À mẹ không nói rồi làm vài mà ba cho là biết rồi. Trời đất ơi. Nó cay mình nhờ ba nói là đi cay á để cho ba lấy sữa qua mà nó bắt lỗi gì đó, nó nói là để yên vậy đó cho ba nó biết là nó có cay không để lấy. Trời đất. Không nói sao người ta biết chỗ nào ngứa mà gãi. Hả?
con này nói đó. Kiểu con gái, kiểu gái. Ôi trời. Trời sao. Biết rồi. Nè. Cái đũa sắt đó ra nè, nó trơn. Dạ lúc nào cũng có cái không? Tôm mới có nhập. Tôm là nhà lúc nào cũng phải có nha. Nhưng mà mấy ngày cách ly á, cách ly một tuần á, thì chắc tủ lạnh nó cũng bớt. Nó cũng bớt đồ ăn. Tại vì mình phải moi ra mình nấu á. Ở bên này mà có chuyện gì mở trong nhà một tháng cũng cũng có đồ ăn. Cái đồ tươi thì ăn vài ngày hết chứ chứ mấy cái đồ khô nó lạnh đó nhiều lắm. Người Hàn á, người ta dự trữ đồ đông lạnh nhiều lắm đó nhỉ. Nhà ở thành phố còn ít ít hơn ở dưới quê người ta có 2-3 cái tủ lạnh luôn á. Giống như người ta là ở quê người ta trồng rau cạo củ quả này kia hay là cá thịt gì đó, người ta hay bỏ tủ đông người ta ăn dần. Ở quê nhà rộng á, với lại rau củ người ta trồng được đó, người ta trữ đông, cho nên ở bên này mà ở nhà trong nhà một tháng cũng sống bình thường. Mì gói hay là mấy cái đồ hộp á nhiều lắm. Thấy không, hay chút cách. Wow, 나 진짜 이거를 단맛이 안 나니까는 맛이 있는 건지 모르잖아. 그러니까 진짜 살려고 먹는 거예요. 내가 좋아하는 라면인데 살려고 먹어 진짜. Mình với Bi á cũng bình thường, ăn uống bình thường á nha. Có ba Bi á là mất vị giác, không có biết, không có biết mùi. Ủa, ôi trời. Ấy, thằng mãi. Bi ơi. Con nói cho ba muốn con uống rồi cái là con làm cho không phải cho ba mà ba không biết, ba nói a không đài mà con là con uống luôn rồi nói cái này làm cho gì vậy à? Vậy đó hả? Đã. Mẹ làm cho con nha. Cảm ơn em. Mẹ làm cho con tôm bự nha. Ăn con tôm bự đi. Tôm này là tôm vằn bự này. Nó ngon lắm. Là má con nói không mà. Ủa, ai làm cho? Mẹ ăn mà. Bi cách ly tới 12 giờ tối nay là xong rồi đó cả nhà. À ba, bay xe, ổn nâng con. Bà đó là bật tạ. Bi cách ly tới 12 giờ tối nay là xong rồi đó. Biết. Lúc này corona là một tuần, mình cách ly đúng một tuần là mình đi ra ngoài bình thường, không có test lại cả nhà.
test lại nó cũng hai vạch à. Tại vì trong vòng 45 ngày á, mình test trong vòng 45 ngày mình test nó cũng hai vạch à. Cho nên là cách ly ở nhà đúng một tuần, sau rồi ngày thứ 8 là mình được đi ra ngoài, không có cần test lại luôn. Cho nên là học sinh ở này kia thì người ta mới đi học được, chứ mà test lại hai vạch sao đi học được, nghỉ 45 ngày sao. Cho nên lúc này là uống thuốc 3-4 ngày hoặc là một tuần thì xong cách đi một tuần là đi ra bình thường, không có cần test lại hay là kiểm tra gì hết trơn. Bi là tối nay 12 giờ đêm nay là đi xong rồi nè cả nhà, là cách đi một tuần xong rồi đó. Nhưng mà đâu đi được đi ra ngoài đâu, tại vì mình ngày mai 2 ngày nữa mới xong, mới được một tuần á, cho nên là Bi cũng phải ở nhà chứ không có đi được, không đi học được, đâu ai đưa đi đâu. Rồi cái mình xong rồi mình mới đưa đi được. Còn ba Bi thì bệnh chưa hết thì cũng ở nhà bình thường, mình cũng đi ra ngoài bình thường. Bây giờ chỉ cách đi một tuần thôi cũng đơn giản, chứ không có người bệnh người phải ở nhà hết. Gia đình không mấy ai xong là được đi ra ngoài, còn ai bệnh thì cứ ở nhà cách ly tiếp. Rồi mẹ ba ăn hết chưa mẹ ba? Ăn xong rồi. Ba là chân mẹ chào nha cô chú, chào các bạn yêu, chào cả nhà yêu. À, hôm nay quay đến đây cả nhà, bye bye nha. Bye bye.